Xin chào bà con. Hôm nay có một cậu bé, cậu sống ở nước ngoài, thì cậu có nhờ mình thả cá để phóng sanh. Cậu khi mà cậu nhờ mình thả cá thì cậu không muốn là để tên tuổi ở trên cái clip này, cho nên là mình gọi cậu là cậu bé ăn danh. Thì lúc trước cậu có thả chim rồi, thì hôm nay mình đi thả cá. Xin mời bà con cùng theo dõi. Bin hôm nay là ngày thứ thường đó, cho nên là Bin nó đi học nên nó không có đi theo. Này có Hiếu nó đi theo đó. Thả cá chơi nè. Ủa cái này nước chảy đang gồng phải không cha? Này nó đang chảy vô rồi gồng nè. Gồng là bắt đầu nước ít lại, cạn lại, từ từ cạn lại. Con cái bông trắng trắng này là bông gì? Ghê thiệt chứ, trắng xó luôn. Nhưng mà tối hôi. Thả cá xong rồi mới quay lại chợ ăn sáng. Phía trước rồi đó, giờ mới căng nè, giờ không có dầm. Phía trên này là cái cây xăng, mình ghé này mình mua xăng xong rồi mình để cho nó phòng hờ vậy đó. Nó làm gì á? Bữa sao cá đi mình mua, còn ở chợ Muôn Điều thì nó gần sông Cái, sông Lớn.
Chạy dữ lắm. Cũng còn khoảng khá là xa mới tới chợ, nhưng mà ra tắt máy trước đó, tại vì nước đang chảy xuôi á, mình nương nương theo chứ không tí quỳnh tí không có nương kịp. Bây giờ cái dầm của mình bị mất rồi, mình phải lấy cái cây tre này mình chống. Nên vô đi anh ơi, khó rồi ha. Người lấy đò sông Đà mà cá trứng trứng thôi, trứng phá thòn nhiều tí chị 30 rồi á, cá chép bự mà có nhỏ này bán 20 thôi. Trời ơi ăn không khí. Cái con non nè mẹ, cá lục chín không? Cái gù non có cái đó mua ăn á. Tết dễ kìa, tí đi còn đóng mà. Này nhiêu cá chị, nhiêu ký chị? 25 ngàn. Có nhiều đây rồi, mà nó có miếng rồi. Nhưng này cháu đậu cái gì chưa? Không có cái nhỏ hả? Ngày 15 mua rồi nha. Nó yếu rồi đó. Yếu rồi xuống mình thả liền đi nè. Cá này đựng cân nè, ba mấy cá này nè, cá này đựng cân luôn nè. Cái nào chỉ nó yếu yếu mà nó còn mới rất là mạnh đó. Thôi cá này mắc nó bị ấy rồi. Ừ, bỏ lại đi. Bỏ cá nào bắt được bắt hà, kiếm bắt được. Rồi vậy thôi, lấy cá mấy cá mình thẻ đi. Lấy xuống mình thả liền đi. Ờ này lấy xuống thả liền. Chết khỏi bịch coi, con mượn cái rổ con ấy được rồi. Thả liền đi Hiếu, thả rồi đem gọi lên. Thả liền đi. Con non để làm cái gì vậy? Cò. Ngon lắm hả? Ừ. Cái gì chứ? Chưa. Ôi, chị đã chưa thấy con gà chanh ra rồi. Kim ống chanh đó thì em trai. Ừ. Để 15 thôi, nó nhỏ chứ. À, gì đâu chị bán. Mới mới đặt ngoài kia. Sao để nó kiếm vòng vòng kiếm cá đại tượng. Lại chăng cái này chặt. Nhiêu ký á chị? Dạ, lên lên. Bóp lên. Ủa diêu hồng mà để được lâu không cô? Xuống thả luôn hả? Xuống thả liền. Thả liền đi. Thả liền mấy này dễ chết lắm. Mà tép này của chị hả? Tí để cho em nha. Ủa, hôm nay chị Phượng đặt được nhiều không? 6 mấy con đó. Sao thấy lâu lâu đi đặt vậy? Cái sáo không? Ừ, cái sáo nó nhỏ. Mấy cái này không có thả luôn hả? Mấy con bự này nè. Ờ, mấy con cá trên bự nó 50 gì hả? Con cá chép. Con cá nhỏ á. Này 30 hả? Ờ, chị bán cho chị thả 30, chị bán ăn thì 35 ngàn. Đấy. Mua luôn đi, lấy luôn đi. Chị thấy chị thùng bên đây nó chừng đang. Vậy cái này chừng nữa. Rồi, cua vừa cho Út kìa. Rồi đem thả cá ra đi. Để em thả cá này. Vậy này 5 rưỡi tính nửa ký nè. Cái kệ có trứng mà. Có trứng hả? Quá trời bự luôn. Đi tôm.
như chị. À, 2 kg nó 60 trừ 6 nha, còn 54. 54 rồi, càng ngày con nói luôn đi. Bé giờ đó. Trời ơi. Chết rồi kìa. Em ơi. Rồi mấy con nào gần chết mới thả đây. Ủa này nó sống lâu không chị? Hay là... Có cái chép để lại. Chị có ba con cá sống thì thả không cơ? Chị thả đi, chừa cái chép lại, dứt ra chọn cái chỗ để đựng nó đi cha. Có mấy cá sống thì thả không chị? Đó. Con cá cứu mạng tao đi tao. Dạ dạ, cá này thả luôn ha. Cá này để lại cho cha tí thả. Cha bỏ vô thôi, thùng trước đi. Thấy nó yếu yếu. Đâu nó mạnh chứ. Mạnh á, tại nó chưa lội thôi. Bên nào phải đeo đeo cái gọng theo. Thôi lại luôn đi chơi. Chứ lại cho lên cho sọn cái chỗ để cho nó đi. Thôi đi đi nha. Phù hộ cho cậu bé ăn chanh nghe. 15 ngàn. Cá này nó mua nhiêu ạ? Nó 20 ngàn ký vậy. Chút. Cho ký đâu đi. Xíu nè. Mười lăm ngàn ký đó. Chị muốn thảy bao nhiêu vô căng hết. Đường Hiếu đi, đường Hiếu đi. Mấy cái bự kia cha thả vô, còn mấy cái nhỏ thả đi. Cái Linh thả trước đi. Ừ, cái Linh thả đi. Vậy là 2 ký 2 ký 2 cút. Ý là 2 ký 2 ký 2. Hai ký 40 ngàn. Nó qua chị hả? Nó qua chị Nguyễn. Sống căng hết chị coi.
Vậy cái này 30 ngàn đi căng ba con này đi. Thôi 20 ngàn thôi. Còn lại cá này căng cái nào hơn hết 30 ngàn rồi em đưa cho chị. Cái này 600 ngàn nha anh nè con. Con này nãy trả 3 ngàn con bác đó. Giờ căng mua con 3 ngàn con này 600 ngàn. Con kêu bà cắn con đi. Dạ rồi bà cắn đi. Cái này chị ký vô nè chị. Cho đưa cho bà. Ủa hết là nhiêu bà? 3 ngàn với 14 ngàn đó bà. Là 27 ngàn hả? Đưa cho bà 30 đi. Tùy loại cá. Thôi kệ lấy luôn đi em ơi. Này đổ xong rồi. Đổ xong rồi. Mất đâu. Để dưới xuồng đi. Đây nè. Có chim nè. Để coi còn ở dưới còn nào không em. Rồi. Em đưa con. Rồi bán hết không hay luôn. Ê. Cái nhỏ là ở đâu ạ chị? Còn cái vò bên kia chị. Cái vò và bán ta 4 năm bán gì 40 á. Mua đi bán chạy cũng bán 40 á nè. Đây con cá ấy hả? Con cá đó cá thác lát. Cá nguy hiểm đó. Cái điện hộp ở sau này. Mua đi hả? Ê nó trường cá thác lát lại tí mua. Hết. Lấy hết luôn. Cái dương hồng hả? Cái dương hồng con. Nó cười quá với mẹ. Mẹ cái luôn đâu. Ủa vậy hả? Ủa rồi. Vậy. Con nè. Con mà. Mua luôn. Mua luôn nè, mua này 5 ngàn hả? Hết luôn ha, có 5 ngàn hả? Bán xong về luôn rồi. Rớt con cá rồi kìa. Lụm luôn. Cầm đi tao bắt. Căng cái má đi. Con này có cục không ạ? Chưa, nó không có cục á, đo đeo rồi hai thằng châu luôn. Này tôi mua là mua quanh năm rồi. Không có ai lấy đâu được đâu. Tại vì đi mà mới lấy đây thôi. Còn 6 rưỡi nữa nè cưng. 9 rưỡi, 6 rưỡi. Ủa, cái... lại 9 rưỡi, 9 rưỡi chứ. Cái nhỏ quá trời luôn. Đây, bây giờ mình sẽ mua cái xuồng này nè. Trong xuồng này có cái anh này anh chở tới nguyên một xuồng cá ngon không? 13 hả? Lấy cái vô hồng. Lấy chân nó đây, nó đó. Cá này nè, dấu dấn nè, nó mạnh nè. Nó không vớt hết lượng coi chú. Lượng bằng cá lồng. Em đưa tiền lên chị trả.
chết. Uổng ghê, mấy con cá dự hồng nó chết rồi. Đó không được cái ngày đó. Ủa, đó cỡ nhiêu ký chị? Này chắc cỡ chừng 7-8 ký vậy. Nửa ban cá này hồng con vô. Cái to có nhiều về luôn. Bác đâu muốn làm đó, anh muốn muốn chồng đẹp, mấy con mua giùm em luôn đi. Mình mua chị cho anh mượn cái đó gà cá uống xíu nha. Ừ. Nha. Mượn nguyên cái đó gà cá hả? Dạ, cắm nó chút xíu đi tới đi thả nè, chứ không để mua xong cái nó chết quèo hết. Bớt nó đi. Ok, mua đi, mua đi. Căng đi hầm luôn cái gì? Căng hết, con nào sống là căng hết. Dạ, em mượn cái oxy nè. Đây, chỉnh cho. Căng là 5 kg hết hầm đó. Căng cho hả? Chắc đang sông lớn hả? Sông lớn đi. Chắc này là sông lớn. Ổn định. Mười ba ngàn. Ăn còn cá thác lát. Cá thì ổng mấy ngàn cho ổng thả luôn đi. Tăng có thác lát là con mấy ngàn. Chăng cái này trước đi. Thác lát đi. Thấy thêm nơi rồi thấy vô bụt. Mấy ngàn. Mấy ngàn. Mấy trăm gram, trăm nửa gram nè. Là nhiêu? Nửa gram 10 ngàn. 7 ngàn cho, cái đó 7 ngàn cho. Ờ, cái đó mắc gì lắm. Ờ, cái đó mắc, có 7 ngàn nè. Tại vì mấy bà nào, cái nhỏ lụm luôn, người ta ăn rồi, người ta lại lẹ đi bà, để nó chết theo không bà. Lên. Chết chưa mà. Đó, không có à, đừng có à, rồi, không có à. Năm ký 2, năm ký 2 còn đi chắc còn chiếc chiếc nữa. 5 ký 2 đi. Rồi 5 ký 2 đi. Để đi cho bà đẻ đi. 5 ký 2. Để chị bưng cái đó cho anh mượn cái đó nha. Đây. Rồi bỏ nó vô đi, anh bưng xuống đi nha. Rồi giờ xuống luôn nè. Em bây giờ xuống dưới luôn đi. Xuống dưới luôn. Ủa giờ cái này xài sao? Để chị đem xuống cho mình xài. Để mua hết của chị này để mình mượn cái này một chút xíu. Để mà cho mấy con cá nó sống á. Để thiếu oxy cho nó chết mất. Không đủ. Đây mình mượn cái Thầy Trơn. Hả? Ba ký hả? Không tới. Mày chị tăng nhiêu tính nhiêu. Đấy, 3 ký không? Thôi. Chị cứ lên bán đi để tiền hồi em mua coi còn sao. Chơi. Để này vô nè. Để này vô nè, con mượn của chị này cái oxy thả nè. Đó. Sống rồi. Hiếu thả cái đống cá này vô luôn đi con. Thả đại như nó đi rồi Hiếu. Thôi để thả vô trong đi, có oxy rồi. Có oxy là nó sống được rồi, mình đem ra sông lớn mình thả. Rồi, quá. Mừng quá. Đi lấy tới mấy giờ? Chưa hả? Ra bên đây, mình về đó, rồi, lên. Mấy cái giò mấy thả chưa? Ủa, nãy chưa chạy được kìa. Chưa chạy, chưa chạy chuyện cái này nữa nè. Hiếu. Đưa 5 ngàn, trả cá cho nó đó đây. Đợi chút. Em ơi, trả cho chị này 20 phút đi. Hả? 20. Còn chút. 13 ký hả? 12 ký là 15 ngàn ký phải không? Là nhiêu ta? 150, 180 phải không? 150 phải không? 180. 100. Kia bên đây. Trời ơi, mua cá bên đây trả bên kia. Cái đường gì đâu có tiền rồi thôi.
Em có 10 ngàn không? Đó, còn 20 ngàn, lấy con cá gì đi, con cá dưa hồng á. Ờ, cho cá dưa hồng đi. Rồi xong. Thôi về luôn. Ba cá này giờ mới mặn cá tiền rẻ rồi chị. Để mặn này cá mắt nè thôi. Thôi con dạ. Đợi chút. Mà cái này mà có cái ru non rồi ta. Có đâu. Cái này trước đi. Bán nhiêu em? Bán nhiêu chị? Nó mình bỏ vô oxy cho nó sống lại á. Ừ, bỏ vô chi là nó. Lựa mấy con sống đi. Chị bán nhiêu ký? Nhiều ký chị? Nhỏ hơn bán như 20 gram đi rồi. Này, cái này bán cho 15 đi chị. 15 đi chị. Dạ. Chồng có mua 15 đó mà mấy cái. Ừ, nãy mua kim mua 15. Sóc nhân chân à. Không sóc. Rồi cái hội này luôn đi. Rồi cái con nào ngoe ngoe đi. Ừ. Nó ấy còn ăn lấy nhân. Ê con đó chắc sắp chết. Sóc sóc. Sợ nó ấy mà. Để giờ thao nước sóc nhân nào. Sóc. Vậy đó để vô oxy là nó lội cời cời lại à. Oxy là nó sóc. Rồi lấy cho 20 ngàn đó. Giờ cái này tính cho ký gửi thôi. Dạ. Chị Sen bán xong chưa? Con. Trời ơi, mạnh dữ thiếu. Chừng ướt cái máy của người ta cha. Cái nào? Cái bình kia có cái thủy này. 4 ngàn đi. Nó bự nó nhỏ. 4 ngàn. Nó bự nó nhỏ nó mua đi. Rồi. Cái bự luôn mà. Ở đây, ở đây đâu có cá nhỏ nè. Cá bự mà. Không xanh cái. Này cũng đọc nè. Đọc giờ lạ luôn á. À, em thả nó dưới đi. Thôi để anh đi cho, té. Để anh đi cho. Để anh đi cho em đừng có đi nữa em cẩn thận. Thôi em bỏ vô trong kia đi cho nó nhảy cho nó vui. Trời ơi. Để cho thả vô đó, nó muốn nhảy đâu nhảy. Cho đó. Bốn 50 ngàn là bán như vậy ngang luôn á. Bán ngang đi. Cá thả đâu có bắt mắt đâu. Dạ. Ông mua cái gì ấy chưa đấy. Bởi vì hồi hết nè. Dạ, một ký chín nè, ký chín còn dư 7. Thì được họ gì để hồi nó trở lại thôi. Ừ, chắc hồi nó mua luôn. 7. Tiền cho em gì? À, 55. 55. 42 ngàn. Còn
mượn á chị. Có anh nhìn đó kìa, anh ăn kìa. Không ai hỏi. Cá chết leo. Này uống được. Cái này cái gì ta? Cái này xương mẹ. Thôi xương cho sống đi. Cá bự thì đỡ hơn. Ờ, nó bự kho lạc ăn được á. Ờ, chị bắt đây, chị bắt đây. Cho chị đi đi ra đây. Này kho lạc. Thôi. Cũng nghe. Này hai cái ngữ, ủa hai cái ngữ còn hai cái ba. Đây em nào đi. Lấy con, lấy con. Có chưa? Cá như ý là cá cái này không? Cá 4.000 đi. 20.000 á chị. Có lại cho vô luôn. Trước em cũng mua chị 20.000 nè. Ở này đâu mắc này em ơi. Em mua em thả. Mấy người kia cũng bán vậy à chị ơi. Lại bên kia em mua cũng có mười mấy nữa. Cái dòng cá gì nữa từ con luôn á. Thôi em mua hoài mà chị. Cũng sắp tới em phụ ra mua nữa mà. À, chị bán mắt rồi thôi em dám mua. Trời ơi, tại em mua vô rồi chị. Đang chẳng 15-15 gì đó cho nó dễ nhớ. Chị dạ, cho đúng rồi, 15-15 đi. Ờ, đó, còn 15 cũng có 15 rưỡi đó. 15. Rồi, anh xách đi em. Này 15kg nè. Cái nãy cô đó bán hơi không, nhưng mà cá bữa nay cô bán bự thiệt, bữa nay cá bự thiệt cho nên cổ đòi 22 mà không chịu nãy giờ rồi, nhằn quá ngày chưa đòi bớt được 20.000 vậy là rẻ vậy. Đây cá bự không à, để cha mình làm thêm một cái ô đựng cá quá trời luôn nè. Wow, có mình chị đó là bán nhiều cá thôi à. Nãy giờ biết gom biết bao nhiêu chủng rồi. Dạ. Còn này có 15 con đó thì chị cân thêm 15kg nữa. Hai sọ đó. Đó, hai sọ. Khoan, 30kg là hết 600.000 phải không? Còn lại nhiêu, còn nhiêu? Để đem 8kg nữa thôi chị. 30 rồi. 30 rồi. Là... Dạ. Làm mua thêm 38kg nữa là vừa hết tiền. Vậy vô nhiêu ký ạ? Con bự gì vậy? Dạ. Con bự 24.000. Anh Toàn thì bưng cái ô cái xô bự hơn 15kg. Còn cô Hiếu thì bưng cái xô nhỏ hơn. Đó, cái xô nhỏ hơn thì Trần Hiếu, Trần Hiếu chắc là còn mạnh hơn Toàn nữa. Cái này mạnh như gồng luôn á. Quá trời mạnh luôn. Wow, đã trời ơi đã. Này tha hồ mà thả luôn. Quá trời mạnh này. Rồi, xong rồi thì rút giọt. Mấy cái này bỏ lên tụi nghiệp, mấy bỏ nó đi, chừng nào có lên trả chị. Để nhiều khi bỏ mấy con rồi tụi nghiệp. Bớt em lấy heo. Mấy cái con nhiều bự. Tiền rồi. 160 là 260. Thôi 20 đi. Thì có nhiều đi em bán đi. Bẻ quá mai, chạy số rồi. Sợ. Bà bán
16.000. 16.000 con em một con. Chị ơi, chị ơi. Chị lấy hết đi, khi nào lên trả chị. Hả? Lấy hết đi, khi nào lên trả chị. Rồi. Có cái này nè, lấy hết đi, khi nào có lên trả chị. Rồi, đi, 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 đi. Biết khi nào. Nhìn lên nó chết chứ kìa. Rồi, đi, đi, đi. Khi nào lên trả tao không có đòi cho mày sợ. Rồi, xong. Rồi, xin chào bà con. Bây giờ mình đã mua cá xong. Dư được mười mấy ngàn. Thì bây giờ không mua được ký nào hết cho nên là đi. Phải lại tháo một cái dầm để bơi chứ cái này chảy sao bơi cho móc móc được. Bây giờ trả cái máy cho chị rồi mình đi thả. Rồi em chứ đi anh lằn lên cho em chứ Hiếu ra ngồi sau đi. Cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn em. Rồi mỗi giây kìa. Chưa. Hiếu đây đi, Hiếu đi, cậu hai đây cho chống mũi. Em Hiếu với mày hai ngồi ở sau đi. Ủa mà không có băng, đáng lẽ mẹ cha phải chừa một cái băng. Có phải không? Rồi. Rồi. Bây giờ nhà mình đi thả cá. Rồi đưa cái máy này em ra xa. Mình mua cá xong rồi bây giờ mình chạy ra sông lớn để thả. Chạy đi. Tổng số tiền mình mua là như ta nãy dùng dư 16.000 vậy là mua được 1.984.000 là chỉ còn 2.000.000 của cậu bé ẩn danh thì chỉ còn có 16.000 thôi, dư 16.000 không ai bán cá nữa, hết cá luôn rồi. Từ trung bình là giá là 20.000 ký thì nếu mà 2.000.000 thì mua cỡ gần 100 ký. Thì bây giờ mình chạy ra sông lớn để thả nè. Mọi người thả từ từ thôi, thả chậm chậm cho nó tua. Cái gì? Ồ. Mạnh quá mạnh rồi. Ừ. Xin chào bà con, thì hôm nay nhà mình đi thả cá thì cái tiền thả cá là của một cái cậu bé ở bên nước ngoài á, thì gửi tiền về cho nhà mình đi nè. Thì mình mong là những chú cá được thả sẽ cầu may mắn rồi bình an cho cậu bé và gia đình của cậu bé. Thực chất cậu bé này thì mình cũng chưa có gặp mặt bao giờ. Mình cũng không có nhiều thông tin về cậu bé này. Thì hôm nay mình đi thả thì thực chất là cậu bé gửi 2.000.000 thì mua vừa đủ luôn, vừa đủ 2.000.000 là vừa hết cá ở chợ luôn. Thì chỉ dư có còn có 16.000 không, thừa một ký cá là 20.000, còn có dư có 16 không được một ký mà trên chợ cũng không còn cá nữa. Rồi mình mua được rất là nhiều cá thì chắc là cỡ khoảng 100 ký, tại vì mình mua dao động trung bình thì 20.000 một ký. Cá bự bự mạnh mạnh không à. Ơi bắt cá hay không, muốn bắt con nào đó bắt đi. Đó. Chết hả? Anh đây con cá bể trầu nè. Ừ. Con nào chết để lại, con nào sống thì thả. Hiếu bắt con nào mà gần chết trước đi Hiếu. Đâm em đó, con gái đâm đó.
Ai biết khỏi cha kìa. Thả đi Hiếu. Hiếu ẩm mấy cái bự ra đi Hiếu. Giờ mình đang chạy ra ngoài cái con sông rất là lớn. Thì con sông này là cái con sông mà cầu Mỹ Thuận bắc ngang á. Nhưng mà nó nằm ở khúc trên kia, mình ở khúc dưới đây. Sông rất là lớn luôn. Để mà thả những cái chú cá này, nếu mà ra ngoài này sông lớn thì cái người ta nó sẽ tung tăng dễ hơn. Sông nè, một lát nữa là rất là lớn luôn. Sắp tới rồi. Từ thôi. Đã sông lớn rồi. Đã sông lớn rồi đó. Thả Hiếu ơi. Trời ơi, cá đó chết ngắt. Mấy con nào gần chết thả chết chết trước Hiếu, nhanh nhanh Hiếu. Hồi nó chết vậy đó. Rồi có con chết tại đó kìa, rồi cá lô kiến nữa. Giờ mình đang ở sông Cái. Sông này rất là lớn. Đây không. Thả đi Hiếu ơi. Thả nhanh nhanh lên Hiếu, nó chết giờ đó. Nhẹ thôi Hiếu. Đây sông Cái rất là lớn luôn, mênh mông sóng nước luôn. Rất là rộng lớn. Anh ơi. Hả? Thả luôn. Ghê không? Ghê. Đây đỡ hơn. Đó. Đừng em ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thank you.
nước có chân tràn.